Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Mục tiêu cho cuộc sống. Fernando là một doanh nhân thành đạt. Ông sở hữu chuỗi hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất cả nước. Trong một buổi phỏng vấn đáng nhớ, dù sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải trải qua một tuổi thơ vất vả và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng đến thời điểm hiện tại, Ngài đã có một tài sản kếch xù mà ai cũng mơ ước. Vậy xin hỏi, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Ngài là gì? Đó là một ổ bánh mì đen. Đúng là câu chuyện thành công của những tỷ phú tự thân rất ly kỳ nhỉ? Đúng thật, tôi cũng đang tò mò lắm đây. Một ổ bánh mì đen mà làm ông ấy hạnh phúc đến vậy ư? Tôi nghĩ ổ bánh mì đen là điều đặc biệt trong đời Ngài. Chắc hẳn tất cả khán giả của chúng ta đều đang rất nóng lòng muốn nghe câu chuyện của Ngài, phải không ạ? Lúc nhỏ, nhà tôi rất nghèo, lại ở nơi thôn quê hẻo lánh, nên tôi chưa bao giờ được đi đâu xa, cũng chẳng biết thành phố có hình dạng thế nào. Một lần, cha cho tôi đi cùng vào thành phố để tìm việc làm. Đi qua cửa hàng bán bánh mì, nhìn mấy đứa trẻ đang ăn những ổ bánh mì vừa mới ra lò, vàng ươm, thơm phức. Tôi thèm quá, liền xin cha mua cho mình một ổ. Cha tôi khi đó chỉ có 5 xu, đó là những đồng tiền cuối cùng, nhưng cũng chẳng đủ để mua một ổ bánh mì. Người bán hàng thương tình bán cho cha tôi một ổ bánh mì đen, vừa cứng vừa khô, bị bỏ quên cạnh cửa sổ bếp từ hôm qua. Cha tôi cũng không dám ăn, ông nhường cả cho tôi. Tôi sung sướng ăn ngấu nghiến hết ổ bánh mì và cảm thấy trên đời không có gì hạnh phúc hơn thế. Từ đó, tôi tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực làm việc hết sức mình, để mai sau, ngày nào cũng được ăn bánh mì đen. Sống trong cuộc đời, cần nhất là phải có mục tiêu để vươn tới. Đôi khi chỉ những mong muốn giản đơn cũng có thể trở thành động lực để chúng ta nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.